Xin chào quý vị và các bạn. Ô nhiễm không khí đang trở thành một vấn đề nhức nhối tại nhiều thành phố, thủ đô trên thế giới. Mới đây nhất là thủ đô Mexico City của Mexico. Tính đến ngày 5 tháng 5, Ủy ban Môi trường thành phố đã phải duy trì lệnh báo động ô nhiễm không khí sang ngày thứ 3 liên tiếp do nồng độ ozone đo được lên đến 179 điểm theo chỉ số chất lượng không khí đô thị IMECA. Con số này cao gấp 1,7 lần mức độ cho phép. Đây là đợt ô nhiễm dài nhất trong năm 2016 và là lần thứ hai chính quyền Mexico City phải ban bố lệnh báo động cấp 1 về ô nhiễm không khí. Trước đó, ngày 2 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Môi trường thủ đô Mexico City của Mexico đã đưa ra báo động cấp 1 về ô nhiễm không khí khi nồng độ ozone O3 lên đến 161 điểm theo chỉ số chất lượng không khí đô thị IMECA, gấp 1,6 lần mức độ cho phép. Tôi thấy tình hình ô nhiễm đang ngày càng tệ hơn, trong khi các giải pháp đưa ra dường như chẳng mấy hiệu quả. Mấy ngày nay chúng tôi cứ phải hít thở thứ không khí ô nhiễm này. Cùng với quyết định duy trì lệnh báo động ô nhiễm không khí, chính quyền Mexico cũng quy định các loại xe hơi có biển kiểm soát kết thúc bằng số 1, 2, 5 và 6, tương đương với 40% tổng số 5 triệu xe hơi đăng ký, sẽ không được phép lưu hành từ 5 giờ đến 22 giờ trong ngày hôm nay 5 tháng 5. Trong khi đó, các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất điện năng phải giảm tới 50% lượng khí thải ra môi trường. Bên cạnh đó, Sở Y tế thành phố thông báo áp dụng bổ sung 12 biện pháp nhằm bảo đảm sức khỏe, giúp người dân thủ đô phòng tránh các bệnh về đường hô hấp, đồng thời kêu gọi người cao tuổi và trẻ em không ra ngoài trong khung giờ từ 13 đến 17 giờ trong những ngày lệnh báo động môi trường vẫn còn hiệu lực. Theo giới chức địa phương thì tình trạng ô nhiễm không khí đã bắt đầu từ giữa tháng 3 vừa qua. Thậm chí ngày 15 tháng 3, lần đầu tiên trong hơn 13 năm, chính quyền Mexico City đã buộc phải báo động về tình trạng ô nhiễm không khí do nồng độ ozone trong không khí ở thời điểm đó đã cao gấp 2 lần mức cho phép. Người dân được khuyến cáo là nên ở trong nhà trong khung giờ 13 đến 19 giờ và tránh vận động thể chất cũng như các hoạt động ngoài trời để phòng mắc các bệnh về đường hô hấp. Điều này đã khiến cho cuộc sống của người dân thủ đô bị ảnh hưởng, thậm chí là bị đảo lộn. Tại thủ đô Mexico City, những ngày này, xe buýt và các phương tiện công cộng được người ta ưa chuộng hơn cả. Một phần là vì lệnh cấm xe ô tô lưu thông, một phần là để đỡ phải hít thở không khí ô nhiễm. Chúng tôi đang giúp chính phủ giảm thiểu ô nhiễm bằng cách sử dụng phương tiện công cộng, nhưng điều này ảnh hưởng đến chúng tôi vì bị chậm giờ làm, không dễ chịu chút nào. Những ai di chuyển bằng xe đạp, xe máy hay đi bộ thì khẩu trang là thứ không thể thiếu. Tôi phải đeo khẩu trang cho đỡ bụi và khói ô nhiễm, nhưng thực ra phòng thế thôi, chứ tôi làm nghề bán báo, đứng trên phố cả ngày, tránh làm sao hết được. Cổ họng tôi đang đau như xé. Để tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho người dân, chính quyền thành phố quyết định đưa vào sử dụng thêm 28 toa tàu điện ngầm tại các tuyến đồng nhất, không thu phí đối với các loại phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện bánh hơi. Chính quyền đang mong là trời có mưa để bớt bụi và khói mù trong thành phố, chứ chưa thực sự nghĩ đến những giải pháp cần thiết để giảm thiểu ô nhiễm. Ngày 3 tháng 5, chính quyền thành phố cũng đã tạm dừng hoạt động nhiều cây xăng trong thành phố để giảm thiểu ô nhiễm. Biện pháp này sẽ được triển khai đến hết tháng 6 năm 2016. Theo đó, những cây xăng không được lắp đặt hệ thống khôi phục hơi nước sẽ phải tạm dừng hoạt động. Ủy ban Môi trường thành phố Mexico City cho biết, trong trường hợp báo động cấp 2 về ô nhiễm không khí được đưa ra, một nửa số cây xăng tại thành phố này sẽ phải tạm đóng cửa. Hiện thủ đô của Mexico đang áp dụng một loạt biện pháp chống ô nhiễm môi trường, trong đó có việc siết chặt kiểm soát khí thải từ các phương tiện giao thông và cấm tất cả các loại ô tô, xe máy lưu thông một ngày làm việc trong tuần và một ngày thứ bảy trong tháng tại 16 quận và 18 huyện của bang Mexico. Kế hoạch lưu thông cụ thể được phân theo màu xe và số cuối của biển số xe. Biện pháp này không áp dụng với các phương tiện giao thông tiêu thụ nhiên liệu diesel, điện, khí tự nhiên, khí hóa lỏng và các xe dịch vụ đô thị, y tế, an ninh, xe vận chuyển học sinh và người khuyết tật, cũng như xe chở rác thải nguy hiểm. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng dự kiến đầu tư khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ để hiện đại hóa hệ thống kiểm soát chất lượng không khí tại Mexico City và bang Mexico. Mặc dù đã áp dụng nhiều phương pháp để làm sạch không khí, song đến nay, tình trạng ô nhiễm ở thủ đô của Mexico vẫn chưa thực sự được cải thiện. Thậm chí là theo phòng phụ trách các tiểu dịch vụ và thương mại du lịch của thủ đô Mexico, lệnh cấm các phương tiện tham gia giao thông hoạt động trong thành phố này do ô nhiễm không khí đã khiến cho người dân thành phố và các doanh nghiệp nhỏ bị thiệt hại nặng nề kể từ tháng 4 vừa qua.
Theo văn phòng trên, những biện pháp mới chống ô nhiễm không khí mà chính quyền thành phố Mexico City áp đặt cho tới nay đã gây thiệt hại hơn 300 triệu đô la Mỹ đối với người dân thành phố, các cửa hàng buôn bán nhỏ và các nhà cung cấp dịch vụ do việc đi lại bị hạn chế. Ước tính, chúng tôi bị lỗ khoảng 1.700 đến 2.200 đô la Mỹ một tháng do ô nhiễm không khí. Tôi phải tìm loại xe khác để vận chuyển hàng hóa, vì thế mà nguồn cung bị ảnh hưởng. Hàng liên tục về chậm vì xe bị cấm, khiến chất lượng giảm đi. Nhiều người cho rằng, dường như các biện pháp cấm ô tô lưu thông tại Mexico City không phải là phương án hiệu quả, giúp thành phố này giải quyết tận gốc tình trạng ô nhiễm không khí, hiện đang ở tình trạng báo động cấp 1. Ngược lại, điều này sẽ làm tăng chi phí đối với người dân và làm suy yếu tốc độ phát triển kinh tế của thành phố. Doanh thu của chúng tôi giảm 30 đến 40% vì lệnh cấm xe hơi. Nguồn cung nguyên liệu thì không thiếu, nhưng chi phí cao hơn trước. Trước khi lệnh báo động được áp dụng, mọi thứ không như thế này. Chúng tôi có khả năng lỗ từ 1.400 đến 1.700 đô la Mỹ. Chúng tôi không có phương tiện để giao hàng cho khách nên doanh thu sụt giảm khá nhiều. Trong khi đó, theo các chuyên gia phân tích, tốc độ đô thị hóa quá nhanh, đặc biệt là do vị trí của Mexico City nằm gọn trong thung lũng Mexico, bị khu vực đô thị của ba bang bao bọc và lượng xe hơi tăng cao, tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền thành phố. Chương trình Bạn không lưu hành xe hôm nay đến nay đã không còn tác dụng nữa bởi tình trạng ô nhiễm không khí ở Mexico City không chỉ do khói xe gây ra. Trong khi đó, việc cấm xe khiến nhiều người phải nghỉ làm ở nhà. Sinh viên và học sinh thì phải nghỉ học vì không có phương tiện đến trường. Rõ ràng, biện pháp này đã khiến thành phố bị trì trệ. Chương trình Bạn không lưu hành xe hôm nay buộc các xe phải nghỉ lưu hành một ngày trong tuần và một thứ bảy trong tháng. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng, chương trình được áp dụng từ năm 1989 này đã trở nên lạc hậu so với tốc độ gia tăng của các phương tiện giao thông cá nhân, buộc các nhà chức trách phải áp dụng nhiều biện pháp bổ sung. Biến đổi khí hậu mà nguyên nhân sâu xa là các hoạt động của con người được cho là nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm không khí và nhiều thiên tai nghiêm trọng hiện nay. Trong đó thì không thể không kể đến hạn hán vốn xảy ra trên diện rộng từ năm 2015, năm của hiện tượng El Niño mạnh nhất và cũng là năm nóng kỷ lục của trái đất, khiến cho cục diện khí hậu toàn cầu thay đổi. Có một điểm đáng lưu ý là không chỉ những nơi vốn có lượng mưa ít, mà ngay cả những nơi nằm cạnh nguồn nước dồi dào của thế giới như các dòng sông lớn cũng đang vật vã vì khát nước. Cơn khát nước của thế giới và những hệ lụy của nó đối với cuộc sống loài người sẽ là nội dung chính trong phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Mấy tháng nay, huyện Gulbarga ở bang Karnataka chẳng còn mấy người ở. Đa số thanh niên, người trưởng thành đều tìm một chỗ trên những chuyến xe, chuyến tàu như thế này để đi nơi khác kiếm sống. Nghề nông ở Gulbarga hoàn toàn tê liệt khi nguồn cung cấp nước duy nhất là con sông Bima đã trở đáy. Huyện Gulbarga là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì hạn hán. Không có nước dẫn tới không trồng được lương thực, nhiều người phải chọn cách bán tháo gia súc với giá rẻ mạt. Không có giọt mưa nào từ lâu lắm rồi. Chúng tôi không thể cày cấy được gì nữa. Chúng tôi không có gạo để ăn. Còn chúng tôi cũng chẳng có gì để ăn. Chúng tôi nghĩ phải lên Mumbai vài tháng, xem có kiếm được việc gì làm không. Vì hạn hán mà phải bán sới mà đi, nhưng đó chưa phải là tất cả những gì đang xảy ra ở Ấn Độ. Tại bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ, người ta thiếu nước, khát nước tới mức nếu sơ hở là sẽ bị trộm nước. Để đối phó với tình trạng đó, những người có vũ trang được cắt cử thay nhau canh những hồ nước thủy điện như thế này. Nếu có kẻ xâm phạm, những người canh gác có thể bóp cò súng cảnh cáo bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ chúng tôi lâm vào tình cảnh như thế này. Một cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng đang xảy ra, đặc biệt là ở vùng Tikhamga. Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ chỗ nước này 24 trên 24 với súng. Mặc dù được canh gác nghiêm ngặt, nhưng chính quyền bang Madhya Pradesh cảnh báo các con đập ở địa phương chỉ có thể cầm cự thêm một tháng nữa. Nước chính là câu chuyện đang đè nặng lên vai những người phụ nữ ở bang Maharashtra. Nước là thứ mà chúng tôi luôn phải suy nghĩ. Mỗi ngày, tôi mất khoảng 4 tới 5 tiếng để đi tìm nước. Sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi phải làm là tính toán xem hôm nay mình phải tới đâu để lấy nước.
những chỗ lấy nước dễ hơn đã hết, nhiều người phụ nữ Ấn Độ còn phải mạo hiểm tính mạng của mình bằng việc trèo xuống những chiếc giếng cạn khô này để lấy nước về cho gia đình. Tình trạng hạn hán ở Ấn Độ càng thêm khốc liệt khi nhiệt độ thường xuyên duy trì ở mức trên 40 độ C, thậm chí có nơi ghi nhận tới 52 độ C như ở thành phố biên giới giáp Pakistan, Jaisalmer. Theo Ngân hàng Thế giới thì đến năm 2020, các cuộc chiến tranh giành nước mới nổ ra. Tuy nhiên ở Ấn Độ, cuộc chiến về nước đang diễn ra hàng ngày khi người dân tranh cãi nhau trong lúc đứng hứng nước từ các xe chở nước di động hay các giếng nước hiếm hoi còn lại. Theo các nhà khoa học thì tình trạng sử dụng và khai thác nước quá mức là nguyên nhân khiến nguồn nước ngầm ở Ấn Độ sụt giảm. Trong khi đó thì quốc gia chiếm tới 17% dân số thế giới phải chật vật đáp ứng nhu cầu về nước của người dân. Năm nay, cuộc khủng hoảng nước ở Ấn Độ càng thêm trầm trọng dưới tác động tiêu cực của thời tiết. Cùng lúc đó, thời tiết khô hạn cũng đang khiến cho hàng triệu người dân Zimbabwe lâm vào cảnh đói nghèo. Ngay cả những thời điểm thuận lợi nhất, cuộc sống ở Wenezi, gần biên giới phía nam của Zimbabwe, vẫn hết sức khó khăn. Sự nhọc nhằn ấy càng hiện rõ trên gương mặt của Agnes Mashila khi đợt hạn hán tồi tệ nhất hai thập kỷ qua tấn công vùng đất nghèo nàn này. Cùng cảnh ngộ với các hộ gia đình khác ở Wenezi, các thửa ruộng của cô chẳng thu hoạch được gì. Kho thóc đang cạn dần và những đứa con của cô đang đối mặt với cái đói. Mưa mãi không tới, một số cây trồng sót lại đang đợi mưa để hồi sinh, nhưng chẳng biết bao giờ mới có mưa. Hạn hán ở quốc gia Nam Phi càng thêm trầm trọng khi hiện tượng El Nino vẫn diễn biến mạnh mẽ. Chính phủ nước này cho biết El Nino và hạn hán đang đẩy khoảng 4 triệu người dân của họ vào tình cảnh cần được viện trợ lương thực khẩn cấp. Không chỉ lương thực, nước ở đây cũng khan hiếm. Thỉnh thoảng chúng tôi phải điệu theo cả con để đi lấy nước, nhưng để lấy được nhiều nước thì tôi phải để đứa con 3 tháng của mình ở nhà. Nước là vấn đề rất nghiêm trọng ở đây. Chính phủ Zimbabwe đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia vì hạn hán và kêu gọi khoản viện trợ 1,6 tỷ đô la Mỹ để giúp chi trả cho ngũ cốc và các loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, trong lúc chờ cứu trợ, các tổ chức nhân đạo cảnh báo tình trạng khan hiếm nước sạch sẽ khiến nhiều bệnh tật ở đây lây lan. Cùng lúc, những người nông dân, những người mất trắng nhiều vụ mùa và phải bán gia súc có lẽ sẽ còn phải chật vật vì hậu quả của đợt hạn hán này trong nhiều năm nữa. Hiện tượng khô hạn và nắng nóng do El Nino cũng đã gây ra thiếu nước và tàn phá mùa màng nghiêm trọng ở các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học thì điều đáng sợ hơn thế còn đang ở trước mặt khi mà hiện tượng La Nina được dự đoán sắp bắt đầu. Nhiều tháng qua, hạn hán kéo dài tại nhiều nước Đông Nam Á như Thái Lan, Lào, Campuchia, Philippines đã gây ra khoản thiệt hại ước tính hàng tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, con số ấy vẫn chưa dừng lại. Tới nay, tác động của hạn hán đối với nông nghiệp và các ngành kinh tế khác ở khu vực này vào khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, con số này có thể tăng lên nhiều nếu kiểu thời tiết này còn tiếp diễn. Việt Nam cũng đang phải đối phó với hạn hán chưa từng có trong nhiều thập niên qua. Còn tại Thái Lan, thời gian qua, nhiệt độ ban ngày có nơi lên tới 44,6 độ C. Đợt nắng nóng kéo dài đã giết chết 21 người Thái cùng hàng trăm người khác bị sốc nhiệt. Trong khi đó, Lào và Campuchia có mức nóng ngang nhau là 42 độ C. Còn tại Malaysia, hạn hán cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp và ngư nghiệp của nước này. Tôi đã sống ở đây 18 năm và có hơn 50 năm sống bằng nghề đánh cá. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy con sông này cạn đến như vậy. Theo các nhà khoa học, El Nino hiện nay vốn khởi đầu từ năm ngoái được cho là khắc nghiệt nhất từ xưa đến giờ, khiến mực nước của sông Mekong thấp nhất trong nhiều thập niên, gây nên nhiều lo ngại thiếu thực phẩm ở Philippines, tạo nên tình trạng nắng nóng ngộp thở thường lên đến 40 độ C kéo dài hàng tháng trên một vùng rộng lớn ở châu Á. Cơn nắng nóng ở Đông Nam Á được dự đoán sẽ giảm đi vào giữa năm nay. Tuy nhiên, nỗi lo lại còn lớn không kém cho hiện tượng La Nina sẽ tiếp theo sau vào cuối năm. Như vậy, theo tính toán của các nhà khoa học thì sau hạn hán vì El Nino, Đông Nam Á sẽ phải đối mặt với hiện tượng đối lập là La Nina. Ông Rajiv Biswas đến từ Viện Nghiên cứu Tầm nhìn Toàn cầu IHS khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, khu vực châu Á cần thêm nhiều đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp, hệ thống thủy lợi và dự trữ nước, các công nghệ chống nhiễm mặn và bảo hiểm cho nông dân. Tuy nhiên, nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu này thì vẫn là thách thức nếu không có sự hỗ trợ của các nguồn tài chính quốc tế.
Bởi vậy, trong tình trạng thực sự cấp bách hiện nay, con người chỉ còn cách chủ động và hợp tác toàn diện để đối phó thì mới có thể giảm thiểu các tác động của thời tiết khắc nghiệt. Câu chuyện khí hậu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.